Rồi, chào Tuấn Nguyễn ơi. Rồi, chào anh Quách, chào bà con. Hôm nay rất vui được gặp lại bà con. Em tên Tuấn, số điện thoại em là 0375 3371 74 của Zalo luôn bà con ơi. Hôm nay em có về khoảng 100 phôi miệt quế thành phẩm luôn bà con. Giáng long lắc lượng nghe, lá nhỏ, lá chung có nghe bà con. Rồi, đầu tiên là phôi số 1. Cái này về tùy bà con chơi, chơi cành 1, cành 2 thì cắt thấp xuống. Rồi, chiều cao đi tính. Rồi cái này chiều cao là 1m25. Rồi. Cái này lá nhỏ nha bà con, đế khá là đẹp. Rồi hoành 24 luôn bà con ơi. Rồi. Rồi cái lô này là bẻ giáng long hết trơn luôn bà con ơi. Rồi phôi số 1 hoành 24 cao 126. Rồi. Giá 900 luôn bà con ơi, bao sống bao ship toàn quắc luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi đổi luôn. Rồi phôi số 2 luôn bà con ơi. Vì chưa kịp làm đế luôn, chỉ môi sơ sơ thôi. Cũng giờ là giáng long lắc lượng luôn bà con ơi. Chi đồ có sẵn hết về bà con, chủ yếu là vô dây uống thôi. Cái này cao nhiêu tiếng này? Cái này chiều cao là 1m7 bà con ơi. Rồi, hết cái thước 1m7 đi ha, chiều cao luôn. Đánh đồ hoành đó. Hoành nó 33 bà con ơi. Rồi. Rồi phôi số 2 hoành 33 cao 1m7. Rồi phôi này em giao lưu giá 1,5 triệu bà con ơi. 1,5 triệu bao sống bao ship toàn quắc luôn. Rồi giá 1,5 triệu luôn. Số 2 1,5 triệu luôn. Rồi đổi luôn. Số 3 luôn bà con ơi, cũng là phôi một cốt dáng thú luôn bà con ơi, đế khá là đẹp, dáng long mà trực lắc luôn nha bà con, cốt cành quá trời luôn. Rồi đến đó chiều cao. Rồi chiều cao 1m6 bà con ơi. Cốt là 34 luôn bà con ơi. 35 báo 34 luôn. Rồi phôi số 3 hoành thân 35 cao 1m6. Rồi phôi số 3 vô lưu giá 1,8 triệu luôn bà con ơi. Rồi giá 1,8 triệu luôn. 1,8 triệu bà con ơi. Cây này lá chung nha bà con, lá chung bông chùm. Rồi đổi luôn. Số 4 luôn. Cái nào lá nhỏ mình nói nha Tuấn. Dạ dạ, lá chung với lá nhỏ là em báo, mà còn lá chung báo lá chung. Rồi số 4 bà con ơi. Lô này không có lá lớn không? Dạ không có lá lớn đâu, cái này tại phân thuốc xung quá, cây nó lá nó vậy thôi chứ cây toàn lá chung lá nhỏ không. Cây này nó dặn nó đẹp dữ lắm luôn bà con ơi. Cây số 4. Cây số 4 cao 1m6 luôn. Rồi, cao 1m6. Đo cái hoành. Hoành nó 29 bà con ơi. Phôi số 4 hoành 29 cao 1m6, đế cũng khá là đẹp nha bà con. Một cốt rồi em giao lưu giá 1,3 triệu bà con ơi. Bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Rồi giá 1,3 triệu luôn. Rồi đổi luôn. Số 5 lên luôn. Thì thôi số 5 luôn bà con ơi. Ngoài cho nè. Thôi số 5. Cũng là phôi bẻ giáng long nha bà con. Này chơi cành 1 cành 2 đẹp lắm. Thôi này thôi lá chung nha bà con. Đo cái hoành đó.
Hoành nó là 23 bà con ơi. Dạ. Chiều cao là 102. Rồi phôi số 5 giao lưu giá 800 bà con ơi. Khoan. 800 bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Phôi số 5. Rồi đổi luôn. Số 6 lên luôn. Xe. À, cây số 6. Rồi phôi này bỏ lại đi em sửa nó. Cũng là phôi dán lông luôn bà con ơi. Lấy miếng dán vô, miếng dán chỗ thao. Bên đây nè, chim bên đây. Rồi. Về không kịp làm đế luôn chứ phôi này đế cũng đẹp lắm bà con ơi. Phôi số 6 cũng là dán lông lắc lượng luôn. Chiều cao. Cao là 130. Hoành là 27 bà con ơi. Đế còn đẹp lắm nha bà con mà không kịp môi luôn. Số 6 hoành 27, cao 130. Rồi phôi số 6 vô lưu giá 1 triệu bà con ơi. Phôi này lá chung nha bà con. Rồi đổi luôn. Rồi phôi số 7 luôn. Số 7 là một cốt nha bà con, lắc léo nha. Chụp lắc luôn. Cốt cành đầy đủ. Rồi phôi số 7. Chiều cao là 1m6 nha bà con. Cốt là 24 bà con ơi. Chiều cao 1m6, cốt 24. Rồi phôi số 7 vô lưu giá 800 bà con ơi. Tám trăm ca bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Rồi phôi này cũng là phôi lá chung con chùm luôn. Rồi đổi luôn. Đổi luôn. Rồi phôi này là phôi số 8. Một cốt chực lắc từ trên tới dưới vót đọt nha bà con. Phôi này cao 1m6, trên 1m6 nhưng mà em báo 1m6 rồi, đế khá là đẹp. Phôi này phôi lá nhỏ luôn bà con ơi. Rồi hoành là 34. Phôi số 8 hoành 34, cao 1m6. Một cốt trực lắc, lá nhỏ luôn bà con ơi. Rồi phôi số 8 giao lưu giá 2 triệu bà con ơi. Bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Phôi này lá nhỏ tại phân thuốc nó sung quá nha bà con. Rồi đổi luôn. Rồi phôi số 9. Phôi số 9 là một phôi mẻ dán lông khá là quái nha bà con. Đồ này về quái lắm bà con. Phôi số 9 vẫn là lá nhỏ luôn nha bà con. Hoành 30. Hoành 30. Cao 1m35. Không mà con thấy tay chi đều đầy đủ luôn. Rồi phôi số 9. Phôi số 9 giao lưu giá 1 triệu 2 bà con ơi. Phôi này là đế khá là đẹp nha bà con. Về không kịp làm đế luôn. Về chủ yếu cho bà con chơi liền cho cây nó sung. Môi nó ít thôi chứ cây thì đế khá là đẹp. Rồi đổi luôn. Rồi đã cây luôn. Rồi phôi số 10. Phôi số 10 rồi. Phôi đế nôm lá nhỏ bà con ơi. Nó có một cọng đế đây, nó bị lũa nhưng mà nó đá nha bà con. Rồi phôi số 10. Đo chiều cao nó. Chiều cao là 69. Rồi bằng luôn. Đo cái cụm nè. Cụm cốt nó là 34. Số 10 hoành thân 34. Cao 69. Rồi phôi số 10 làm giao lưu giá 1 triệu bà con ơi. Giá 1 triệu luôn. 1 triệu bao ship
bao sống luôn bà con ơi, chip toàn quắc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn, khoai này lá nhỏ nha bà con, số 10. Thôi đổi luôn, từ một lên luôn, một vẫn là một cốt dán lông nha bà con. Ở trên nó quýnh cái tàn bay ở trên đẹp lắm bà con ơi. Rồi thôi số 11, cao 1m6 nè bà con. Mình đo cái hoành thân đó. Hoành thân 30 bà con ơi. Hoành 30. Con này lá chung bung chùm nha bà con. Cao 1m6. Rồi thôi số 11 giao lưu giá 1,2 triệu bà con ơi. Rồi. 1,2 triệu đổi luôn. Rồi thôi số 12, số 12 là khoai lá nhỏ nha bà con, cốt nó 20 bà con ơi, 20 cao 1,5 m, vẫn là một khoai lá nhỏ, một cốt dán lông luôn. Rồi khoai số 12 em giao lưu với giá 900 bà con ơi. Bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn. Qua vẫn là một khoai dán lông luôn, một cốt. Rồi khoai này cao 1m6 nha bà con. Đo cái thằng của nó, hoành thân là 25 nha bà con. Cây này là lá chung bông chùm bà con ơi, tại cây nó phân thuốc sung quá, dòm lá nó hơi lớn chứ thật sự là lá chung. Rồi khoai số 12 em cho lưu giá 1 triệu luôn bà con ơi. 12, 13 ta, hình như 13 phải không? Lộn rồi bà con ơi, cái này số 13 nha bà con, số 13 cho lưu giá 1 triệu bà con ơi. Rồi, cây số 13 giá 1 triệu. Cái này là số 13 bà con ơi. Triệu bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn. Rồi 14 là một khoai thú nè bà con, đế đặc sạch luôn. Cái đó khỏi quay, cái đó để đi. Rồi 14, chiều cao là 1m6 bà con ơi. 1m6, khoai thú nè bà con. Thú mà dán lông lắc léo một cốt nha. 6 hoành nó là 27 bà con ơi. Rồi thôi số 14 giao lưu với giá 1,3 triệu bà con ơi. 14 giao lưu giá 1,3 triệu luôn. Bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn. 15 lên luôn. Rồi phôi số 15. Mấy phôi này không kịp làm đế luôn mà con ơi, đế nó cũng khá là đẹp. Rồi hoành 28. Hoành 28 cao 1,5 m. Phôi số 15. Rồi phôi số 15 giao lưu giá 1 triệu luôn mà con ơi. Bao sống bao ship toàn quắc cho bà con luôn. Rồi đổi luôn, không kịp làm đế luôn, cây đế là đẹp không, không kịp làm luôn. Rồi 16 luôn. 16, chiều cao 1,5 m bà con ơi. Cốt nó là 22. Cốt 22, 16, chiều cao 1,5 m. Cây này bẻ giọng khá là đẹp mà con. Rồi khoai số 16 giao lưu giá 900 luôn bà con ơi. 16 900 luôn. Bao ship toàn quắc luôn ha. Bao sống bao ship toàn quắc luôn. Thôi này là chung luôn bà con. Rồi đổi luôn. Rồi khoai số 17 luôn bà con ơi. Chiều cao 1m6 luôn.
3m6. Cốt 26 bà con ơi. Cái số 17. Cốt 26, chiều cao 1m6, giao lưu giá 1.1 triệu bà con ơi. Một cốt chiếc lắc nha bà con. Thôi số 17. 1.1 triệu. Bao sống bao chiếc toàn quắc luôn bà con ơi. Rồi đổi luôn. Rồi, số 18. Cao 1m5 bà con ơi. Cốt nó là 30 bà con ơi. 8, cốt 30, cao 1m5. Rồi thôi này giao lưu giá 1 triệu luôn bà con ơi. Rồi, ok luôn. Sống bao ship toàn quát luôn. Rồi đổi luôn. 19 lên luôn. Chính vẫn là thôi, một cốt vắng long bà con ơi. Cao 109. Cốt nó 31 bà con ơi. Để chưa có kịp màu luôn, để khá là đẹp luôn. Rồi thôi số 19 giao lưu giá 900 luôn bà con ơi. chín trăm luôn. Rồi đổi luôn. 20 lên luôn. Rồi, số 20 là một cốt dáng long mà con. Chực lắc luôn. Rồi để em đo cái hoành đó. Hoành là 33 nha bà con. Thôi số 20 hoành 33, cao 1m6. 20 hoành 33, cao 1m6. Đây là khá là đẹp mà con. Rồi thôi số 20 em giao lưu với giá 1.5 triệu bà con ơi. Vừa thú một cốt mà dán lông nha bà con. Rồi đổi luôn. Con này lá chung bà con ơi. 21 lên luôn. Rồi cốt 24. Cốt 24 cao 1m6. Vẫn là phôi lá chung nha bà con. Cốt 24 cao 1m6, phôi số 21. Rồi giao lưu với bà con giá 1 triệu. Chịu luôn bà con ơi. Lá chung không chùm, sao sống bao ship toàn quắc luôn. Rồi đổi luôn. Rồi 22. 22 là phôi lá nhỏ nha bà con. 22 là phôi lá nhỏ. Để em đo cốt. Cốt là 21 bà con ơi. Cao nó em lấy tới đây nha bà con. Cao 125. Làm cắt ăn đây. Cao 125. Hồi số 22 này giao lưu giá 700 bà con ơi. Thôi này lá nhỏ nha bà con. 22 700. Rồi đổi luôn. Rồi hồi số 23. Cũng là phôi lá nhỏ nha bà con. Cũng là một cốt lắc lượng. Em đo cái cốt. Cốt nó 16 bà con ơi. Cao 119. Rồi thôi số 23 này em giao lưu với giá 700 luôn. Ba 700 bà con ơi. Dạ. Sống bao ship toàn quát luôn. Rồi đổi luôn. 24 luôn. 24 vẫn là. Ôi, một cốt giáng long bà con ơi. Điểm sơ dựa dưới mịn. Cốt giáng long rồi thôi số 24. Cao 1m6. Hoành 30. Dán thú mà con, một cốt được lắc nha. Hồi số 24 mình giao lưu với giá 1.3 triệu bà con ơi.
chiều qua luôn. Cây này nó dốc đọt không nha bà con, nó nở từ dưới lên tới trên luôn. Rồi đổi luôn, 25 cuối cùng của clip. Rồi thôi xuống 25. Chưa kịp làm đế luôn bà con ơi. Đế khá là đẹp mà không kịp làm luôn. Để em đo chiều cao của nó luôn. Cao 1,5 m đi bà con ơi. Yeah. Hoành 25, 26 rồi điểm còn 25. Yeah. Rồi thôi số 25 này em giao lưu với giá 1 triệu bà con ơi. Thôi cuối cùng có clip luôn. Thôi số 25. Rồi số 25 1 triệu luôn. Thì cuối có clip luôn ha. Rồi thôi cuối có clip luôn. Rồi chào bà con luôn tất nghe. Rồi chào bà con. Rất vui, rất mong được bà con xem clip và ủng hộ. Rồi cảm ơn bà con thật nhiều. Hẹn bà con ở clip sau. Rồi chào bà con, các bác đã xem video. Rồi xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau.